đầu tiên các khúc cần tây, cắt đôi các tay nắm và sắc sợi gừng. Phi dầu thơm thật là thơm với đầu hành gừng. Rồi cho xương heo vào xào sơ, cho nước vào hầm rồi vớt xương ra. Bí quyết của nồi nước dùng trong vắt và không gây hại là đây: cho nước dùng vào tủ lạnh để váng mỡ nổi hết lên trên và đông lại rồi vớt ra. Nhẹ nhàng cho nước dùng sạch váng mỡ vào hầm cùng xương. Nêm nếm chút gia vị cho vừa ăn nhé. Đừng quên liên tục vớt bọt để nước canh thật trong. Đến lúc cho tài nấm và cần tây vào hội ngộ rồi. Ôi chao, món canh xương cần tây thanh đạm mới nhìn đã thấy khỏe cả người rồi. Nước canh thì ngọt thanh, nấm thì dai dai, thêm cái thơm nhẹ không lẫn vào đâu của cần tây nữa thì trời ơi, bà còn đợi gì mà không ngồi vào thưởng thức.